Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ ba 22 tháng 12, trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn sơ Teresa Nguyễn Thị Soi, linh hồn bà cố Anna Nguyễn Thị Viên, linh hồn Đa Minh Nguyễn Văn Túy, linh hồn Maria Bùi Thị Hiệp, linh hồn Nicolao và các linh hồn. Nhà hàng Lily Gatehover xin cầu cho linh hồn Anton Trần Kim Doan. Gia đình xin cầu cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan. Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Linh hồn tôi tung hô Chúa ấy à. Thần trí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, nói nhìn phận hèn tôi ta. Vì vậy đến muôn đời nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dâng với giáo hội, với giáo xứ của chúng ta, cộng đoàn Đức Tin trong tuần thứ tư mùa vòng ngày 22 tháng 12. Còn ít ngày nữa chúng ta cùng hội họp nơi đây để cùng mừng ngày Chúa sinh ra, Chúa tới với chúng ta. Hôm nay cũng lại học thêm về gia phả của Chúa Giêsu với một ơn cũng như làm những món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Món quà đó cho mỗi người chúng ta cũng như món quà mà chúng ta gửi cho nhau trong mùa Giáng sinh sắp tới này. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để chữa lành những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha và truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng nhằm cứu vớt họ, Chúa đã thương sai con một giáng trần. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một vị cứu tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con. Cùng nó người hùng bi bè tan, kẻ yêu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại u rũ heo tàn. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng. Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đầy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con. Kẻ mòn hen Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo tung, người cân nhắc từ đông phân cho. Đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng Ngài vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con. Alleluia. Alleluia. Lạy Đức Kitô là vua muôn nước, là đa tạng gốc tường của tòa nhà giáo hội. Xin ngự đến và cứu độ con người. Chúa đã lấy đất mà dựng nên. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dân thánh lễ trong mùa đại dịch này. Tôi cũng muốn trước khi tôi chia sẻ một chút về tin mừng của Chúa trong bài đọc hôm nay, tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những người giúp đỡ để sửa soạn ngôi thánh đường này. Chẳng hạn như tối hôm qua, thấy là anh Huệ rồi Phúc sửa lại cái projector về xong rồi thầy Hưng lại tới để mắc những cái để cho các anh chị ca đoàn hát, rồi lắp này lắp kia tới 10 giờ 11 giờ đêm. Hôm nay thấy anh Sơn với ông ông gì ở với anh Sơn ông bây giờ già cả rồi quên hết rồi. Ông Khuyên là ở đây cả ngày trời để sửa lại cái hàng đá, bảo tại sao đẹp vậy mà lại sửa lại. Bảo cha ơi, nó cao quá nên nó treo mấy cái kia không có coi được, nên lại phải gỡ đá ra rồi đóng đá lại rồi đủ mọi chuyện. Rồi bảo ủa thiên thần đang đeo vậy đẹp vậy. Bảo nhưng mà nó cao quá rồi phải gỡ thiên thần. Nó bảo đưa thiên thần ra ngoài treo. Đấy, quý ông bà và anh chị em biết trong mùa đại dịch cứ tất cả mọi người cố gắng, rồi anh Vinh những người tới trang điện trang này trang kia. Quý ông bà và anh chị em thấy âm thầm, nhưng rất nhiều người vì quý mến cũng như lo cho ngôi nhà chung, ngôi nhà cầu nguyện này, nên tôi làm việc ở văn phòng cứ đi qua đi lại, tôi thấy cứ gặp người này người kia. Còn anh Lương thì phải tuyệt vời, ngày nào cũng vậy, trên 24 tiếng trên 27 ngày, nên cứ ở đây để giúp mọi chuyện. Nhờ được những người cộng tác đắc lực như vậy, những thiện nguyện viên như vậy, tôi thấy là một món quà đúng Thiên Chúa ban tặng cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Trong mùa vọng thánh này, chúng ta cũng thấy được giáo hội sửa soạn những món quà trao tặng cho chúng ta, món quà tinh thần. Chẳng hạn như từ ngày 17 tháng 12 tới đây, chúng ta nghe qua tất cả những món quà về gia phả của Chúa Giêsu trong các buổi sinh ra của những người rất quan trọng trong Kinh Thánh. Hôm nay chẳng hạn như bài đọc 1, bà Hanna cũng như đưa ông Samuel tới đền thờ để tạ ơn Chúa cũng như dâng ông lên cho Chúa. Nên quý ông bà và anh chị em đọc Kinh Thánh những câu chuyện rất là hay về ông Samuel. Rồi lại hôm nay cái bài Menestricast này rất quan trọng, chúng ta đọc trong hàng ngày trong các lời kinh nguyện. Nên vì vậy là Chúa tới để làm gì?
Chúa tới hạ bệ những người gọi là quyền quý xuống, cũng như những người như này như kia đổ, rồi Chúa đưa những người thấp bé trở lên cao trọng, rồi Chúa đưa những người nghèo khó, cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em thấy qua cái bài Magnificat rất là quan trọng như vậy. Rồi nói về những món quà mà trong không những giáo hội nhắc nhở chúng ta, cũng như chúng ta gửi những cánh thiệp Noel đi tới những người yêu mến của chúng ta, cũng như một năm một lần, thì thật sự món quà là không quan trọng có giá trị hay không, nhưng giá trị nhất là cái lòng của mỗi người chúng ta gửi những món quà đó cho những người mà chúng ta cảm thấy là yêu quý trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như quý ông bà và anh chị em biết, năm 1989 mà ông Tổng thống George Bush tặng ông Gorbachev là chủ tịch của nước Liên Xô là món quà gì không? Một cục đá. Một cục đá đó để ông ấy lấy ở cái bức tường nhục của nhà Ba Linh ở bên Tây Đức á. Rồi ông tặng cái món quà một cục đá đó cho ông Gorbachev. Nên người ta bảo trời ơi, tặng cái cục gạch á, cho ông kia. Nhưng mà thật sự cục gạch đó là ông Tổng thống Mỹ Hoa Kỳ là nghĩ rằng sự hòa bình rất quan trọng, nên chúng ta đập vỡ bức thành đó về để tặng cho ông này một cái cục gạch như vậy. Rồi trước đó ít bữa, một tháng hai tháng, Đức Thánh Cha là John Paul tặng cho ông Gorbachev cái gì không? First thì ông Gorbachev tặng cho Đức Thánh Cha một cái gì, quý ông bà và anh chị em còn nhớ không? Nếu mà thấy những cái món quà người ta tặng cho nhau như vậy, như những buổi mà hội họp như vậy, nên những món quà ý nghĩa rất là tuyệt vời nếu đọc theo dõi. Thì ông Gorbachev tặng cho Đức Thánh Cha cuốn kinh, cũng như là cuốn kinh nguyện vậy, của thế kỷ thứ 12, 13, nói rằng tuy rằng nước Cộng sản, nhưng thật sự về đạo đức, cũng như về kinh thánh, về sự cầu nguyện rất quan trọng. Rồi biết Đức Thánh Cha tặng lại cho ông Gorbachev món quà gì không? Là một cuốn Tân Ước. Trong cuốn Tân Ước đó, ở trước mặt cái bìa đó, ở cuốn Tân Ước của cốt của Thánh Gioan là: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Rồi biết Đức Thánh Cha tặng cho bà vợ của ông Gorbachev ở trong cái ngày hội họp đó món quà gì không? Một cỗ chàng hạt. Chàng hạt nói về sự hòa bình qua mẹ, Đức Mẹ sẽ giúp cho sự cầu nguyện niên lỵ, thì mẹ luôn đồng hành với chúng ta rất nhiều. Như nếu chúng ta có thể theo dõi cũng như học hỏi trong mùa Vọng Thánh này, hôm nay cũng vậy, chúng ta học qua cũng như thấy những món quà Chúa ban tặng cho nhân loại, những món quà mà mỗi người chúng ta cũng là trong những ngày, những tuần vừa qua, chúng ta lãnh nhận được những cánh thiệp Noel qua những lời chúc sự bình an Chúa Giáng sinh tới, cũng như những lời chúc mạnh khỏe, thành công, tốt đẹp, đạo đức, những gì mà chúng ta ước muốn. Những người thân yêu của chúng ta tặng cho chúng ta những món quà, Thiên Chúa cũng tặng cho chúng ta món quà, là nhân loại nhận được một món quà rất quan trọng, một hài nhi sinh ra trong máng cỏ, rất quan trọng trong 4 tuần để chúng ta sửa soạn để lãnh nhận món quà đó. Vậy thì món quà mà mỗi người chúng ta sẽ tặng lại cho Chúa là món quà nào? Sự hy sinh, cũng như lời cầu nguyện, cũng như quý ông bà và anh chị em tôi thấy được trong mùa đại dịch này, thật sự dân các thánh lễ và thấy quý ông bà và anh chị em tới mà thấy, tôi thấy là thật là một món quà rất là quan trọng. Không những chúng ta tới để tạ ơn Chúa những hồng ân, những gì Chúa ban tặng cho chúng ta, nhưng cái sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể đã giúp cho chúng ta cũng như sức mạnh, cũng như quý ông bà và anh chị em nghe qua bài nói chuyện của Đức Thánh Cha cho giáo triều Roma,
là cứ hàng năm trong mùa vọng cũng như sửa soạn mừng Giáng sinh rồi quây quần bên cây Noel, Đức Thánh Cha chia sẻ với các hồng y, những người làm trong tòa thánh. Như quý ông bà và anh chị em biết, nhắc nhở mỗi người năm nay, Đức Thánh Cha nhắc nhở về hai việc rất là quan trọng. Ngài cũng chia sẻ trong những mùa đại dịch rất sự khó khăn, rồi sự bạo động, nhưng sự bất đồng với nhau và cái sự mà hy sinh cho nhau, rồi cái sự giúp đỡ đưa sự hòa bình tới cho nhau rất quan trọng. Vì cũng nhờ bất đồng ý kiến, thật sự nếu mà Chúa không cho mỗi người chúng ta có những tư tưởng khác nhau thì chắc giáo hội của chúng ta chỉ là một ngôi nhà cổ vậy thôi, không được sinh động, không được phát triển. Nhưng chúng ta có những nhiều những sáng kiến, qua những sáng kiến đó thì sẽ đưa tới sự bất đồng. Mà sự bất đồng không phải là chúng ta không thích nhau, cãi nhau, rồi giận nhau này kia. Nhưng cái sự giận dỗi là cái tội lỗi. Còn cái sự bất đồng trong cái tư tưởng là những cái vấn đề mà Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta, những món quà làm sao để chúng ta học hỏi, biết được những tư tưởng khác biệt. Và Chúa Thánh Thần, cũng như Thầy Thể nói trong buổi tĩnh tâm, làm sao để mở rộng tâm hồn để chúng ta nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trong 4 tuần vừa qua, tạ ơn Chúa hướng dẫn chúng ta cũng như giúp cho chúng ta để chúng ta cảm nhận được Chúa luôn đồng hành để cũng như hướng dẫn mỗi người chúng ta, để biết được những món quà mà Chúa trao tặng cho mỗi người cũng như cho nhân loại rất quan trọng. Sự hiện diện của Chúa trong bí tích cũng như làm sao qua những sự bất đồng, sự khó khăn của những người khác mà chúng ta cảm nhận được, để đưa sự bình an tới trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, là cái bình an Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, cho các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh biết cho Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời của mình bằng việc lắng nghe và thi hành lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho nền hòa bình và công lý được thực thi, cho nạn dịch bệnh được mau chấm dứt. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho các Kitô hữu, nhất là những người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa qua lời đáp thưa vâng trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, nhất là những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con hội họp nơi đây để cảm ơn Chúa qua những hồng ân, những món quà Chúa ban tặng cho mỗi người trong gia đình chúng con. Xin Chúa chúc lành trên những lời khẩn nguyện mà chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng lễ vật trên bàn thờ và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quang, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, thánh, thánh. Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bí nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vời Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo của chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dời, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cài sáng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên chi muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa
Lạy Đức Chúa Giêsu. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi.